chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Talk to You của Bối và Cốt Tần nhé. Đây là Tần, cậu bé tốt bụng và tốt lông, còn mình là Bối, một tâm hồn hướng đến sự tự do và một con người vui vẻ trên trái đất này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đã ghé qua và đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này. Và như Bối cũng hay nói và hỏi các bạn là trước khi mà vào buổi trò chuyện chia sẻ của ngày hôm nay thì bạn có thể chia sẻ với Bối được không? Là ngày hôm nay thì bạn cảm thấy biết ơn về điều gì ạ? Còn Bối thì Bối đang cảm thấy rất là biết ơn vì ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp và mình đã có được một buổi ra ngoài leo núi hiking rất là vui cùng với mèo lớn. Và mình cảm thấy rất là biết ơn vì bọn mình đều còn sống và rất là khỏe mạnh. Và một lần nữa thì Bố cũng rất là biết ơn nếu bạn đang xem chiếc video này và đã dành thời gian đã góp cho Bố một chiếc view, và đó là một niềm động lực rất là lớn để Bố vẫn đang tiếp tục set up máy quay và làm nhảm như thế này. Và nếu mà bạn đã xem video của tuần trước thì như mình đã hứa thì buổi tuần này thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái sự so sánh, đúng không ạ? Và nếu mà bạn chưa xem thì bạn có thể xem, Bố sẽ để lại chiếc link của video đấy nói về peer pressure, tức là áp lực cùng trang lứa ở video tuần trước nhá. Và ở đó thì mình sẽ chia sẻ không dài đâu bạn, ngắn thôi, là áp lực cùng trang lứa như thế nào. Và Bố chỉ đọc, trong quá trình đọc và tìm hiểu thì mình thấy được một cái thí nghiệm rất là hay về tâm lý học xã hội thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Và nói về chủ đề chính của ngày hôm nay là so sánh bản thân mình với người khác. Đây là một cái chủ đề mà Bố cũng đã ấp ủ rất là lâu và mình muốn nói vừa chia sẻ với mọi người. Nó đơn giản chỉ là cái việc là mình thấy từ bản thân mình ra thôi, hoặc là ít nhất đây cũng là một trong số những cái phần trong con người của Bố mà Bố cũng liên tục so sánh mình với người khác. Và khi mà Bố thấy là mình so sánh mình với nhiều người khác ấy thì thực ra nó cũng không dẫn mình đi đến đâu cả. Tại sao lại không dẫn mình đi đến đâu cả thì Bố mời bạn sẽ nghe cái chia sẻ tiếp theo này nhá. Nhưng mà ở cái phần trước, video lần trước thì Bố cũng có nói một đoạn ngắn thôi là mình đã được sống và sinh ra rồi đã trong môi trường học tập lớn lên của mình thì lúc nào cũng là môi trường học tập rất là cạnh tranh. Cạnh tranh ở một cái chỗ là các bạn bè xung quanh của mình thì đều là những người rất là giỏi. Và cái sự so sánh đấy nó đến rất là tự nhiên. Và mình cũng không bao giờ trách cứ bản thân mình, hay là kể cả bố mẹ mình hay là những người khác cũng đã từng so sánh mình với người khác, tại vì mình thấy điều đấy là điều rất là bình thường ạ. Thế nhưng mà vì là người khác có thể so sánh mình với người khác thì thôi ok, đó là cái việc của họ, đúng không ạ? Nhưng mà Bố thấy được là cái gì mình có thể thay đổi được ạ? Đó là cái tâm thế của mình, đúng không ạ? Mình cứ liên tục đặt mình so sánh mình với người khác thì Bố nghĩ là mình có thể thay đổi được bản thân mình mà, thì tại sao lại không? Và ngày hôm nay thì Bố muốn chia sẻ với các bạn là những cái việc mà mình đặt bản thân mình so sánh mình với người khác ấy, thì nó sẽ ra được những cái scenario, tức là những cái trường hợp như thế nào và cái mức năng lượng của nó ở đâu và tại sao nó lại không dẫn bạn đến đâu nhé. Bạn có đồng ý với Bối rằng là khi mà mình so sánh với người khác ấy, so sánh mà đúng không, thì nó sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là mình hơn người khác. Nếu mà hơn người khác ấy thì bạn sẽ thấy được là mình giỏi đấy nhờ, mình rất là cool, mình rất là ngầu, mình hơn người ta, mình hơn người. Nếu mà bạn hơn người thì bạn có bao giờ bạn thấy được là tự nhiên ấy, vì mình cứ nghĩ mình hơn người khác ấy thì nó sẽ ra những cái tình huống, hoặc có thể là mình trở nên kiêu ngạo, mình trở nên quá là ngạo nghễ. Và vì là ngạo nghễ thế nên là Bố thấy được là kiểu tự nhiên mình lại bỏ qua những cái cơ hội, hoặc những cái bài học tốt, hoặc là những cái opportunity tốt thì sao. Hoặc là khi mà bạn quá kiêu ngạo, bạn cho là mình hơn người khác ấy, thì bạn đặt hơn mình hơn người ta và bạn nghĩ là mình có quyền được sắn quần sắn áo cuộc đời của họ, mình có quyền được giảng dạy cho họ, mình có quyền được ra quyết định thay cho họ, hoặc là mình có quyền được ảnh hưởng lên họ. Cái tính ảnh hưởng mà cái tính mà dắt mũi người khác ấy, manipulate người khác ấy, nó không phải là một trạng thái năng lượng tốt, đúng không ạ? Bạn thấy không? Bạn có thích là bị người khác dắt mũi không, đúng không ạ? Và Bùi thấy được là bản thân mình cũng thế thôi, là khi mà mình nghĩ là mình hơn người ấy thì mình lại rất là dễ vào cái trạng thái mình kiêu ngạo như vậy, và mình không biết mình là ai và cái tôi của mình quá cao ấy. Và đó là trạng thái năng lượng cao không bạn? Tất nhiên là không, đúng không ạ? Và nếu mà trạng thái năng lượng thấp như thế thì nó cũng chẳng dẫn bạn đến đâu. Hoặc là xong ý, thì nó cũng sẽ dẫn bạn đến những cái tình huống mà gặp những cái con người như thế. Và Bố nghĩ được là có bị ăn hành hay là có bị thử thách hay không thì chúng ta đều hiểu, đúng không ạ?
ở một cái scenario tiếp theo là khi mình so sánh người khác thì mình sẽ kém hơn người khác đúng không ạ? Mình vừa nghĩ là cái này phổ biến hơn rất là nhiều này. Lúc nào mình cũng cảm thấy thua kém người khác, mình không bằng người ta, mình kém cỏi là mình không đủ tốt và mình không đủ giỏi đúng không ạ? Nhìn xung quanh thì ai cũng vui vẻ, vui tươi, rực rỡ, còn mình thì không. Vì chính vì cái trạng thái đó nên bạn cảm luôn cảm thấy thiếu và luôn cảm thấy kém. Vì vậy là bạn cũng manifest, tức là cũng kiến tạo ra cuộc sống của mình bằng những cái tình huống tương tự thế thôi. Manifestation, kiến tạo thực ra nó không ở đâu xa đâu bạn, mà nó thể hiện ngay ở cái phần stage of being của bạn, tức là cái trạng thái của bạn. Và cái trạng thái của bạn ấy nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ your thought and your feelings, đến từ suy nghĩ và đến từ cảm xúc của bạn. That it, chỉ có vậy thôi. Và nếu mà bạn cứ liên tục đặt mình vào trong tình huống là mình kém hơn, mình kém hơn người ta, thì đương nhiên là bạn cũng sẽ thu hút về những cái trải nghiệm như thế. Nhưng muốn biết là cái việc mà thoát ra cái việc là mình thấy cảm thấy kém cỏi hơn người ta, không bằng người ta ấy, thì nó không phải dễ một chút nào. Nhưng mà Bối đang muốn nói là nếu mà mình chỉ cần mình nhận ra được là ok, mình lại đặt mình so sánh với người khác đấy rồi, mình lại cảm thấy kém đấy rồi ý, thì ngay lập tức bạn ở que, tức là bạn nhận biết được cái điều đấy cũng đã là tốt rồi, một điểm tốt rồi đúng không ạ? Và một cái scenario, tức là một tình huống cuối cùng nữa, là khi mà bạn so sánh người khác là bạn cảm thấy bằng. Và khi mà mình so sánh và mình ở trong trạng thái nữa là mình bằng bạn, bằng bè, bốn từ bằng bạn, bằng bè. Từ cái từ này bạn có thấy quen thuộc không bạn? Còn Bố thì Bố đã thấy nó quá quen thuộc rồi, mà gần như là mình đã lớn lên với bốn cái từ đấy. Hoặc là có một cái biến tướng khác của bốn cái từ này là con nhà người ta. Sao mày không giống như nhà con gái nhà người ta hả con? Hoặc là sao mày không giống như em gái nhà người ta hả em? Kiểu như vậy đó. Thì ok, bằng bạn bằng bè thì nó có phải là bạn nghĩ là người ta có cái gì thì mình phải có cái đấy đúng không? Bằng người ta mà. Vì người ta có nhà thì mình cũng muốn có nhà này. Người ta cũng muốn có cái chiếc xe đẹp thì mình cũng muốn có một chiếc xe đẹp. Và người ta làm cái việc gì thì mình cũng muốn làm theo như vậy. Thế bạn cho Bối hỏi là thì nếu mà người ta có bệnh thì bạn có muốn có bệnh giống không ạ? Nếu mà người ta chia tay đau khổ vật vã thì bạn có muốn chia tay đau khổ vật vã không ạ? Hay là bạn chỉ muốn những cái điều mà nó thuộc về vui vẻ, xinh đẹp thôi. Còn những cái vấp ngã, những cái đổ vỡ, những cái bài học và những cái đau khổ của người ta thì bạn không muốn. Thế như vậy là nó có fair, tức là nó có công bằng không các bạn? Thực ra thì đó là cái lý lẽ mà Bố nghĩ là nó cũng vui vui, nó cũng hơi hài hước một chút thôi. Nhưng mà cái ý của Bố chỉ muốn nói ra là các bạn là bằng bạn bằng bè thì tự nhiên mình đặt mình ở trong trạng thái là mình không có khác gì là mình sống cuộc đời giống của người khác đúng không ạ? Và nếu mà bạn cũng đã nghe podcast của Bố thì ở tập 3 season 2 trong tập Tôi Đi Học thì Bố cũng có nói là sống một cuộc đời sao chép há chẳng phải rất đáng thương sao đúng không bạn? Hoặc là như Steve Jobs, một cái nhân vật cũng rất là yêu thích của Bố, thì ông ấy cũng có nói là cuộc đời này thực sự quá ngắn ngủi để mình cứ đi copy, tức là mình đi sống lại cuộc đời của người khác. Ba cái trạng thái là hơn này, kém và bằng ấy, đó thì bạn cũng có thấy không là nó đều rất là khập khiễng và nó đều ra một trạng thái năng lượng nó rất là thấp đúng không? Nó đều mang những cái trạng thái cảm xúc khá là tiêu cực. Và mình biết là nó low vibe và cái energy đấy nó cũng không giúp bạn kiến tạo hoặc manifest dẫn bạn được đến đâu hết đúng không ạ? Thế bài học rõ ràng ở đây là gì? Cái câu hỏi nào what next? Nó là luôn là cái câu mà Bố cũng tự hỏi mình. Ba cái trạng thái so sánh đấy, thì nếu mà bạn cũng đã xem cái video tập trước của Bố thì Bố cũng nói về việc so sánh, thì khi mà so sánh thì mình cần có một cái thứ nguyên đúng không ạ? Và nếu mà bạn có biết được một cái thứ nguyên nào nó đủ lớn và nó cũng đủ sâu để mình có thể so sánh hai cuộc đời của ai đấy với nhau được thì bạn hãy chia sẻ với Bố nhé. Như Bố cũng nhiều khi Bố quan sát thì Bố thấy là nếu mà có kể cả có hai chị em sinh đôi ra đời trước nhau chỉ có 5 phút thôi, chung rất là nhiều thứ, chung bố mẹ gia đình đúng không, hoàn cảnh lớn lên, nhưng rồi cũng có hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Chưa kể đến là hai anh chị em trong gia đình sinh khác năm này, rồi hai con người hoàn toàn khác nhau, bố mẹ khác nhau và sinh sống trong môi trường hoàn toàn khác nhau, thì bạn có nghĩ được là nó giống nhau hoàn toàn đúng không ạ? Vì vậy là nếu mà đã mọi sự so sánh đều khập khiễng thế thì tại sao mình lại mất năng lượng và mất thời gian để mình so sánh phải không bạn? Nên là bốn mời bạn là nếu mà bạn thấy mình
đặt bản thân mình ở trong cái việc mà so sánh người khác nhá, mình nhận ra được cái điều đấy và mình aware được và mình cứ liên tục hỏi mình là kiểu tại sao mình so sánh, đúng không ạ, và cái điều gì làm cho mình cảm thấy là khập khiễng ở đây, cái điều gì là cái điều mình muốn đó, và sau đó thì bạn sẽ thoát ra trạng thái rất là nhanh hơn là bạn cứ vô thức bạn đặt mình trong cái trạng thái như vậy. Và một điểm cuối cùng nữa thôi là bố muốn nói là nếu mà mình so sánh và mình hơn là mình kém mình bằng ấy, thì mình cứ đặt vô hình chung là mình đặt mình ở trong trạng thái là nó vênh ấy, nó. Nên là buổi mời bạn là mình đừng look up và mình cũng đừng look down với một ai đó. Đó là sao ạ? Bạn đừng để đặt bản thân mình là quá hâm mộ, quá ngưỡng mộ một ai đấy. Tại vì khi mà bạn làm thế thì bạn sẽ rất là dễ bị chói lòa là một này. Bạn sẽ mất cái sự tỉnh táo đấy. Chính cái temptation đấy của nó cũng lấy đi cái clarity, tức là cái sự rõ ràng trong bạn. Và bạn sẽ cảm thấy bị chạy theo ấy. Bản thân bố cũng thế thôi, mà bố cũng đã gặp trường hợp rất nhiều như thế. Mình hay chạy theo người khác, đúng không ạ? Mình đừng quá là mình thần thánh tôn thờ một ai đấy. Và khi mà thế thì bố cũng mời bạn là bạn đừng look down, tức là bạn đừng nhìn thấp, bạn đừng nhìn xuống, bạn đừng coi thường và bạn đánh giá thấp bất kỳ một ai ấy. Tại vì ai chúng ta cũng đều có một cái tiềm năng nhất định mà, đúng không ạ? Vì đừng look up lên ai đó và cũng đừng look down xuống ai đó, thì bố mời bạn là chúng ta hãy cùng look up, tức là chúng ta hãy nhìn vào một ai đó thôi. Hãy đặt người khác thực sự là ngang hàng với mình với một thái độ thật là khiêm nhường và một thật là tôn trọng như vậy. Và mình thử xem là bất kỳ gặp một ai mình có học được cái bài học nào của họ không, mình học được điều gì hay của họ nhỉ, hoặc là bạn nhìn thấy một cái điểm nào đấy của ai, thì nếu mà bạn muốn chỉnh sửa, muốn học gì thì hãy áp nó vào mình. Thì đó là cái lời mà cuối cùng thì bố chỉ muốn chia sẻ thôi. Và khi mà bạn cứ để cho bản thân mình được look up vậy, thì tự nhiên cái góc nhìn của bạn ý, nó sẽ được mở rộng ra, và cái đường đời và cái đường học và cái đường mọi đường bạn đi tự nhiên nó thanh thang hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và thanh thang như vậy thì bố cũng hay nói đùa một câu là thế sao phải vội nhỉ, và sao phải so sánh nhỉ, đúng không ạ? Một câu chốt cho cái video ngày hôm nay là bố thích một câu là những bông hoa thì cái việc của bạn ấy đã cứ nở thôi, chứ không phải là nhìn ngắm xung quanh bên cạnh thêm những chiếc hoa khác đã nở chưa. Vì vậy là những bông hoa xinh đẹp của bố đang xem trước video này, kể cả những chàng trai hay những cô gái nữa nhá, bố ý nguyện cầu và bố cũng khích lệ bạn rằng hãy cứ để cho cái vẻ đẹp của mình, để cho những cái con đường của bạn đi cứ được đi và thanh thang theo đúng cái tiến trình của bạn thôi. Mỗi bông hoa thì có lại cái điểm nở khác nhau, đúng không ạ? Rồi, cái video này thì được quay rất là ngẫu hứng, và bố hy vọng là bạn sẽ thấy được nó ý nghĩa và cái thông điệp đó của ngày hôm nay. Chia sẻ với bố suy nghĩ của bạn và những cái nỗi lo mà bạn có chẳng hạn, hay là những cái điều mà bạn đã gặp phải, hoặc là những cái kinh nghiệm bạn đã rút ra, làm thế nào để mình có thể thoát ra khỏi cái tình trạng đấy, và mình hãy chia sẻ, mình cùng nhau học hỏi và mình cùng nhau lớn lên bạn nhé. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại biên thư về cho bố nhé. Và 2 giây cho việc quảng cáo là nếu mà bạn đã xem YouTube này mà bạn chưa nghe podcast của bố, thì bố mời bạn hãy click vào cái link ở bên dưới để có thể lắng nghe thêm những cái câu chuyện của podcast của bố nhé. Ngoài ra thì podcast của bố nó cũng sẽ là vừa nơi bố kể mà cũng là bố nghe, thì bố cũng rất là muốn nghe những cái tâm sự và chia sẻ với các bạn nữa. Nên nếu mà bạn có bất kỳ những cái câu chuyện nào và muốn chia sẻ ở đó thì đừng ngần ngại biên thư về cho bố nữa nhé. Cảm ơn bạn đã có mặt ở đây. Và nếu mà bạn thấy cái video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ nó nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!